Sau hơn một năm thi công liên tục, quyết tâm cao của chủ đầu tư và nhà thầu, cầu Phú Thịnh đã chính thức hợp long phần bê tông. Hình dáng cây cầu hiện đại bắc qua sông Hồng, kết nối phường Bắc Cường với xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai đã dần hiện hữu. Được khởi công tháng 9 năm 2022, với tinh thần vượt nắng thắng mưa, đơn vị thi công đã nỗ lực khắc phục khó khăn, áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, đảm bảo tiến độ và chất lượng từng hạng mục. Sáng ngày 28 tháng 12, nghi thức hợp long cầu đã được thực hiện. Những khối bê tông cuối cùng được đổ, chính thức kết nối đôi bờ sông Hồng. Để mà đẩy nhanh cái tiến độ thi công, thì đơn vị thi công thứ nhất là tổ chức huy động đầy đủ máy móc, thiết bị lên để thi công. Trong đó thì chúng tôi sẽ huy động những cái cầu có thể nói là cũng lớn nhất ở Việt Nam với cái sức nâng 800 tấn, cộng với lại một số những cái cầu từ 2 đến 300 tấn để mà tăng cái năng suất lao động lên. Điểm khác biệt của cây cầu thứ 6 bắc qua sông Hồng trên địa phận thành phố Lào Cai chính là phần vòm thép 5 nhịp, mô phỏng 5 đỉnh núi tượng trưng cho dãy Ngũ Chỉ Sơn và đỉnh Phan Xipang. Trên cầu có 6 điểm dừng ngắm cảnh. Tại đây, chiều rộng mặt cầu từ 20m tại nhịp đúc hẫng được mở rộng lên thành 30,5m. Những hạng mục này đòi hỏi kỹ thuật cao nên việc tổ chức thi công phải rất cẩn thận, tuân thủ nghiêm chỉ dẫn kỹ thuật và các quy trình quy phạm trong sản xuất. Phần còn lại thì khối lượng cũng không nhiều, tuy nhiên là nó đòi hỏi những cái công việc có cái kỹ thuật và rất phức tạp và đòi hỏi cái chất lượng thẩm mỹ rất là cao. Vì vậy mà đơn vị tư vấn giám sát sẽ phối hợp với nhà thầu phải thực hiện các công việc còn lại một cách từng bước, từng khâu để đảm bảo chất lượng công trình sau khi hoàn thành nó đạt được đúng như kiến trúc mà mong muốn để của một công trình biểu tượng Ngũ Chỉ Sơn. Cầu Phú Thịnh là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh. Vì vậy, chủ đầu tư tiếp tục yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ. Cùng với đó, chủ đầu tư cũng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng để không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.